Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Khang Phim. Và trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng review bộ phim Godzilla Đại Chiến Kong. Bộ phim này đã mang đến cho khán giả một cơn mưa rào mát mẻ với ngập tràn kỹ xảo hoành tráng, âm thanh sóng động và một cốt truyện rất dễ hiểu. Kể cả những bạn bỏ quên nào ở nhà vẫn sẽ hiểu phim. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào review chi tiết ngay bây giờ. Không phải tự nhiên mà khán giả toàn thế giới rất mong đợi được xem tựa phim này. Và sự mong chờ đó đã có từ lâu khi mà các phần phim Kong năm 2017 và Godzilla năm 2019 đã lần lượt đốn tim khán giả với những thứ to lớn và hoành tráng. Hầu hết, mọi người sẽ khao khát được xem sự đối đầu của hai thế lực hùng mạnh nhất trong vũ trụ quái vật này. Và khao khát ấy đã được thỏa mãn phần nào khi mình lần này Kong sẽ quật nhau tanh bành với Godzilla bắt phần thắng bại. Và các bạn thấy đó, toàn bộ nội dung câu chuyện trong phim chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ, khán phim sẽ chuyển sang review những yếu tố khác như là hình ảnh và âm thanh trong phim. Theo như khán phim có tìm hiểu thì bộ phim này trong quá trình làm phim không sử dụng máy quay IMAX, nhưng mà khi chiếu thì có được định dạng lại để mà chiếu ở rạp IMAX, cho nên các bạn sẽ thấy hình ảnh ở mức khá và sẽ nhận ra một số cảnh chưa đủ độ nét như là IMAX xịn. Và ngoài ra, cái dễ thấy nhất chính là khung hình không được trọn vẹn màn chiếu, mà thay vào đó sẽ có hai dải đen to bự ở trên và dưới, tạo cảm giác hơi chật chội một xíu thôi. Bù lại thì phần kỹ xảo sẽ làm bạn choáng ngợp với liên tục tùy những cảnh đánh nhau. Đánh nhau từ lòng biển lên đất liền, sau đó trượt nhẹ qua thành phố, quậy nát cả chục tòa nhà, và tiếp đến là Kong với Godzilla dẫn nhau xuống sâu ơi là sâu dưới lòng đất mà yêu thương nhau một cách nồng nhiệt, tưng bừng và banh chành. Và điều tuyệt vời hơn hết là tất cả những cảnh này đều được dựng kỹ càng, kỹ xảo, đẹp mắt, và thậm chí là còn có một số thuyết âm mưu rất là hấp dẫn khiến khán giả như bị cuốn hẳn vào trong bộ phim. Hình ảnh đẹp và kỹ xảo được chăm chút kỹ lưỡng thì thường nhà sản xuất sẽ chia thật là mạnh tay để làm thêm cái hiệu ứng âm thanh thiệt là đã và cháy nổ rần rần như thật. Lúc đó khán giả mới mê phim mà đi coi nhiều lần được. Và khen phim xem ở phòng IMAX, âm thanh phải nói là cực kỳ đã, đủ cả chất và lượng chứ không như những tựa phim sản xuất trong nước toàn chỉ có lượng, tức là chỉ có âm lượng lớn, còn thiếu đi cái chất ở trong từng tiếng động nhỏ. Các bạn có thể nghe thấy tiếng cánh trực thăng quắc phành phạch ở trên trần như muốn kéo vào mái tóc điệu đà của bạn. Rồi khi Kong quật với Godzilla trên biển, ta nói vừa cháy nổ tưng bừng mà vừa lại có tiếng tạt nước tứ tung, giống y như là bạn đang ở trên một chiếc tàu ở trên biển và bạn nhìn xung quanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về phần diễn viên. Diễn viên nhí Kelly Hoddle thực sự đã làm lu mờ sự to lớn và vĩ đại của F. Titan, và có các diễn viên khác thì chắc chắn không có cửa so về độ dễ thương với em bé này rồi. Kelly rất thành công với vai diễn cô bé câm có khả năng giao tiếp với con. Mặc dù vai diễn này không có thoại, nhưng chỉ có biểu cảm thôi cũng đủ để làm khán giả bị đốn tim. Tuần này khi mà tựa phim Godzilla Đại Chiến Kong ra mắt thì hầu như các suất chiếu đều tập trung cho bộ phim này, nên các bạn dù có bận rộn cỡ nào thì chắc chắn cũng sẽ có một suất chiếu ưng ý trong ngày mà thôi. Và phim cũng không có phần after credit, cho nên các bạn xem xong các bạn có thể đi về, không cần nán lại đợi lâu đâu. Chúng ta uống nhiều nước có lẽ là cần đi vệ sinh ngay sau khi xem phim. Và trước khi kết thúc video thì các bạn hãy lắng nghe và lựa chọn phòng chiếu phù hợp nhất trong số các phòng chiếu dưới đây để chúng ta đi xem phim. Phòng chiếu thứ nhất mà Khang Phim khuyên bạn nên đi xem là phòng IMAX. Thứ hai là phòng Starium. Thứ ba là phòng Superplex ở bên Lotte. Thứ tư là rạp Onyx của BHD Style Biteco. Và cuối cùng là 4DX cũng ở CGV luôn.